Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Năm, 12 tháng 8, 2021. Chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay xin được phát hình phần 31, buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện. Dạ thưa anh, khi mà nói đến Dấu Binh Lửa, Dọc Đường Số 1, rồi Giữa Lưng Lối Chết, thì chắc có lẽ là bước cuối cùng tức là Tù Binh và Hòa Bình. Mình có thể nói tóm tắt tức là Dấu Binh Lửa là khi mà anh mới bước vào, ra khỏi trường võ bị và bước vào lính. Dọc Đường Số 1 tức là anh tiến theo cái đường con đường quê hương của mình để anh chứng kiến tất cả những cái đó. Giữa Lưng Lối Chết thì ít nhiều là anh có một cái reflection sau khi anh nhìn những cái đó, anh cảm thấy là như vậy. Và cuối cùng anh được trực diện với đối phương qua Tù Binh và Hòa Bình. Anh khác, anh đi từ một con người lính cho đến một người quan sát và chào chào tù binh. Thì mình có thể nói là từ chỗ chiến đấu sang chỗ quan sát. Và anh quan sát giống như là cái bút cao lô. Những suy nghĩ của Cộng sản là lúc đầu anh nhìn thấy là có tổ chức, có khít khao, nhưng mà sau đó anh nhìn thấy họ như một bộ máy, như là anh nhìn thấy trong Tù Binh và Hòa Bình. Thì những cái nhìn của đó của anh từ ngày đó tới bây giờ có gì khác nhau? Vâng, cái này thì dễ trả lời. Những cái nhìn lúc ấy á, nghe nhìn Hà Nội, nghe Hà Nội tận mắt của ngày 4 tháng 3 1975, rồi nhìn cán bộ cộng sản như ông Trung Tá Tuấn đó, mặc dễ thương lắm, mặc người Bắc mà thuần nhã, mà người Bắc của Hà Nội của ngày trước á. Rồi nhìn cán bộ cộng sản mà loại cao cấp Trần Phương Trà, Võ Đông Giang, thì tôi mới hỡi ôi ra, thế như vậy cộng sản là như vậy à? Và cái Hiệp định Ba Lê tức là một thành quả về chính trị lớn nhất của Kissinger, mà đó là thành quả chính trị không phải là chỉ riêng của Việt Nam và của Hà Nội và Sài Gòn, và đó là thành quả của một cái dàn xếp chính trị của Hà Nội, của nhân dân, là của Lê Đức Thọ và của Kissinger và viết đến 2-3 cuốn sách. Vâng. Nhưng hóa ra cũng phải nữa, hóa ra dàn xếp đó nó nằm ở dàn xếp lớn với cả Bắc Kinh nữa. Thì từ đó tôi mới viết Tù Binh Hòa Bình. Thành ra anh có vừa rồi anh có hỏi tôi những cái điều tôi viết trong Tù Binh Hòa Bình đúng hay không? Đúng thiệt. Đúng việc. Thì bây giờ tôi nói Tù Binh Hòa Bình trước, rồi để trả lời về cái vụ mà câu hỏi của anh Dũng, rồi sau đó mới đến Peace and Prisoner of War. Thì bây giờ ví dụ đầu tiên là con người. Tôi xin nhắc với anh Dũng và quý vị, tôi sống ở trong chiến khu cộng sản. Tôi tiếp xúc với cán bộ Việt Minh, là mai hết là mẹ tôi, là bố tôi đó, và là những cái người mà cộng tôi đi tắm ở sông Hương, ở trong chiến khu mà phía bắc của ở Huế, thấy như chú Nhân. Thì tôi mới hỏi rằng là tôi thấy chú ông có khẩu súng, thì trẻ con mới hỏi tại sao cái súng của chú lớn quá. Tôi gọi là chú Nhân, thì ông có trả lời ngay cái súng chú dùng để bắn tay, chứ không phải là cái súng mà con thấy ở trong cine. Thì cái cách trả lời của ông chú Nhân đó, rồi đến cái cán bộ cộng sản mà tôi tiếp xúc dài trong chiến tranh, rồi đến cái cán bộ cộng sản ở Ban Liên Hợp, cũng chỉ là một sao. Đó là những cái người mà được phốc mách tật. Ví dụ như năm 66 tôi đi hành quân, tôi có một cái đọc một cái đêm ánh lửa vùng biên, thì không biết ai ở trong gọi là văn nghệ giải phóng, thì chú Tư Quán Tính đưa thuyền vào bờ đó, Quán Tính đưa thuyền vào bờ. Nếu cái câu đó mà ở Việt Nam, ở miền Nam viết, hoặc anh với tôi với cái thuyền theo đà vào bờ rồi chúng tôi, nhưng mà Quán Tính đưa thuyền vào bờ, cái Quán Tính đưa thuyền vào bờ đó sau này đi ở tù, đọc ở suốt mười mấy năm ở tù ở ngoài Bắc,
tôi tin chắc rằng tôi đọc nhiều sách, nhiều báo hơn bất kỳ ai, vì tôi có nhiều vụ đọc báo, đọc sách châu lát, là cũng gặp Quán Tính đưa thuyền bác qua sông Bằng vào bờ ở trong chiến dịch năm 1953, khi mà đánh trận đường số 4. Thuyền đi qua sông Bằng, Quán Tính đưa thuyền bác vào bờ. Như vậy cái tất cả mọi người viết thành một loại văn chương Quán Tính. Và cái điều này rất rõ là khi ông Phan Khôi, ông phê bình, biến thành một loại hoa vạn thọ, thành từ mợ mộc đơn. Tài năng của Nguyễn Hồng, tài năng của Nguyễn Đình Thi, tài năng của Chế Lăng Viên, tài năng của Tô Hoài, tài năng của Nguyễn Tuân, chứ đâu có phải là một cả một thế hệ văn học trước 54, trước 45 rực rỡ như vậy. Mà trong 9 năm, từ 54 mà cho đến, từ trong 21 năm cho đến 7, ở trong tù binh Hòa Bình, khi tiếp xúc, tôi thấy người ta không thay đổi. Rõ ràng người ta không thay đổi. Mà chính những cái người mà cần thiết phải thay đổi nhé, rồi sáng tạo là những người viết văn cũng thay đổi nữa, thì họ làm sao các cán bộ quân sự chính trị mà thay đổi được. Từ chú Nhân ở trong chiến khu Việt Minh trước 1950 mà tôi ở cùng, cho đến ông Trần Tuấn mà ở viết cây ca lô ở trong băng Liên Hợp Quân Sự, cũng chỉ là một. Người ta không có thể suy nghĩ khác, người ta không có thể tiếng nói khác, người lẽ tự nhiên từ đó người ta không có cái hành động nào khác hết. Cái điều này vừa rồi anh có hỏi, cho đến năm này là 46 năm qua cái vụ 34-75, tôi thấy có đúng không? Sao tôi viết đúng như thế? Đúng như thế rõ ràng nhất là Hà Nội. Ngày 4 tháng 3 1975 tôi đi qua, 73 tôi đi Hà Nội. Tôi đi Hà Nội là ông Hoàng Hải Thủy, ông Đặng Giao, những ông bạn Hà Nội đều nồng nực, mà tôi người như là ngồi trên một cái đống một xúc động lớn lắm để đi tới Hà Nội. Trời đất ơi, đến khi tới Hà Nội ra mà một cái thành phố vô tính, cả một thành phố chỉ có ba màu: trắng, đen và màu ô liu, không có một màu sắc nào khác. Cả một thành phố Hà Nội, lúc xưa tôi đi như vậy là ngày 4 tháng 3 là còn đang mùa xuân. Nếu mùa xuân ngày trước là như chính mẹ tôi là mặc áo nhung mà phơn phớt, cây mưa phùn, đeo khăn san đó, mặc áo nhung như ông cậu tôi, như ông cậu Vũ Đức Duy chẳng hạn, mà ngay cả chính bố tôi nữa là vét tông ở trong con gi lê, rồi cầm pa de suy, đội mũ phớt, đi dài đội cu lơ cùng với cái tiệp màu với cà vạt. Thế bây giờ cái Hà Nội ngày 4 tháng 3 75 áo bộ ngoài quần, quần đen áo trắng. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục chương trình, Minh Thúy mời quý vị theo dõi những ghi nhận của người lính trước những tang thương, thay đổi của người Hà Nội, của hình thái Hà Nội, của tư tưởng Hà Nội, một hành trình biến dạng từ phong cách đến tư duy của người Hà Nội. Kính thưa quý vị, sau đây là cảm xúc của người lính viết văn Phan Nhật Nam về một vùng đã có lần được xem là Hà Thành, là một vùng đất nghìn năm văn vật. Trong phần 32 buổi phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện sau đây. Chân dép râu đầu thắt biếm, quần đen áo trắng dáng con sen. Cái Hà Nội thanh lịch như thế nào? Hà Nội của Hồ Gươm, Hà Nội của Hàng Đào, của Trường Thi, của phố Huế đã biến thành, đó là như mô tả của Hoàng Cầm, chẳng phải mô tả của tôi. Chân dép râu đầu thắt bím, quần đen áo trắng dáng con sen. Cái người Hà Nội đã bị mất đi. Mất đi mới sao? Sau này đi ở tù mới biết. Tống hết cả lên vùng Thượng Du Bắc Việt. Những người Hà Nội với những cái âm sắc của Hà Nội rất thanh lịch, đẹp từ ở trong cái dáng người, đẹp từ trong tiếng nói, không có hoàn toàn đã mất hẳn. Và tôi đã viết một câu:
khi ngã vũ trào người cộng sản, các anh đã hơn Liên Xô, các anh đã hơn Trung Cộng, các anh đã chỉ trong vòng mấy mươi năm từ năm 54 đã biến một cái thành phố văn vật văn hóa của Việt Nam cao nhất biến thành thành phố vô tính. Người ta vô tính ngay ở trong tiếng nói. Tôi hỏi cái mạnh của cái cô ở tiếp viên, gọi là tiếp đại đó, chiêu đại đó. Tại sao cái mạnh này mà nó hơi ẩm ẩm, nó được, tại vì bảo quản không tốt. Trời đất, tiếng Việt Nam mình có đủ cách nói, à tại vì cất nó không tốt, hoặc là nó để hơi ẩm, nó bảo quản không tốt. Và cái gì cũng nhất trí, rồi cái gì là chấp hành, những cái, rồi cái gì cũng tốt. Phát biểu tốt, phát biểu chất lượng, buổi họp giao ban tốt, cái gì cũng tốt. Mà tôi nói cái hôm nay chúng ta họp có nhiều phần cởi mở, hôm nay chúng tôi nói với các anh có nhiều điều còn lại nhưng mà chưa được thông suốt, hôm nay chúng tôi nói tiếp, nhưng tất cả đều vô chữ tốt hết. Thành từ ngôn ngữ, từ cách thế, từ cảnh sắc, rồi đến cái đến con người. Khi mà xe qua cầu Long Biên, những người lính gầy gò mặc thóp vào chợ đứa bé, mà trời đầu xuân không ai mặc áo ấm hết, trời đang mùa đông. Thành thử thưa anh, đó là người. Rồi đến những cái vấn đề thôi có vẻ chính trị hơn chút. Ở trong cái vấn đề tôi ở tiểu bang tù binh, nó có một cái nghị định thư trong tiểu bang tù binh là phần số 8, và câu 1, tôi không phải là nhà lục khảo, tôi không phải là người là một chuyên viên về chính trị, về pháp lý, nhưng tôi đã thấy ra, à hóa ra cái hiệp định này là một cái sự dối trá về lý luận, dối trá về chính trị, dối trá về ngay ở trong văn từ và tổ chức. Ví dụ, hiệp định Ba Lê được căn cứ trên điều 1 của hiệp định Geneva. Mà điều 1 của hiệp định Geneva là một cái căn cứ, nước Việt Nam là một nước đất khả phân. Cái hố, đây là cái hố, cái bệnh sập lớn nhất. Vì khi mà nói hiệp định Geneva là một nước Việt Nam bất khả phân, tức là không có vị tuyến 17, không có cái sự phân chia chính trị, mà đây chỉ là một giới tuyến quân sự tạm thời để ngưng chiến. Bởi vì sao? Hai cái người ký Geneva là ông tướng Đen Tây và thứ trưởng quốc phòng Tạ Quang Bửu, chứ không phải là một ông bộ trưởng ngoại giao. Cho nên trên nguyên tắc, trên thực tế, trong tổ chức, trong tinh thần và lời văn, hiệp định Geneva chỉ là một hiệp ước ngưng chiến ký kết bởi giữa hai bên các chuyên viên về quân sự, không có một tính chất pháp lý, không có một tính chất chính trị. Cho nên thì sao? Cho nên người ở Hà Nội người ta bảo rằng chúng tôi có quyền tác chiến vì một nước bất khả phân mà. Đấy, thì tất cả cái hố thật nguy hiểm đó đem vào điều 1 của hiệp định Geneva Paris, nước Việt Nam là một nước bất khả phân. Chưa hết, hai bên miền Nam Việt Nam, toàn bộ từ trang 1 cho đến trang cuối, chỉ có hai bên miền Nam Việt Nam, không có một cái tiếng nào liên quan đến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là chỉ có khi đâu ở trong cái trường tù binh là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với là trả cái tù binh ở Mỹ. Còn ngoài ra, tất cả mọi vấn đề, nhất là vấn đề tù binh của hai bên miền Nam Việt Nam, vấn đề chính trị của hai bên miền Nam Việt Nam, vấn đề cái tất cả các giải pháp, chỉ có hai bên miền Nam Việt Nam. Có nghĩa là sao? Hà Nội hoàn toàn không có mặt ở trong tù binh hòa bình. Và cái cuộc xâm lăng 16 sư đoàn cùng ngày 30/4/75 tại Sài Gòn không hề có. Và cái điều đó đã phản ánh trong rõ ràng, nhất là vấn đề tù binh. Nếu ở tù binh chúng tôi trả 25.801 người trong cái danh sách đầu tiên, vì khi nó phải tổng kết về trong tiểu bang tù binh, rồi tôi làm đó, báo cáo xong trong đại tá Đắc Ký là trưởng ban tù binh, rồi chuyển lên ông trưởng phái đoàn, ông trưởng phái đoàn mới chuyển lên ông cao tướng văn phòng thi hành hiệp định Ba Lê cũng ông tướng Cao Hậu Hớn, ông đó mới trình lên cho ông thủ tướng Trần Tử Khiêm, mới trình lên cho ông Nguyễn Văn Thiệu.
thì tôi trả 25.801 người. Đó là cái đợt đầu tiên. Phải nhận về đâu khoảng trên 5.000 người. Thì trong 5.000 người này chỉ thấy tù binh bị bắt năm 72, năm 73. Còn tù binh bắt năm 68 có, tù binh bắt 65 có. Cụ thể, tôi mới viết cái nốt trong đại tá Đắc về khi họp, đại tá hỏi về trường hợp của ông đại tá Thọ, ông Trung Tây Châu. Đại tá Thọ tức là lữ đồng trưởng, lữ đồng ba nhảy dù. Ông Trung Tây Châu là tiểu đồng trưởng, tiểu đồng ba pháo binh, yểm trợ cho mặt ra. Ông thiếu tá Đức, Trần Văn Đức là trưởng băng ba của lữ đồng ba. Đại úy Nguyễn Công Trụ là sĩ quan phụ tá hành quân. Đại úy Nguyễn Văn Thương là vì tất cả bạn bè với tôi hết. Bị bắt ngày 25/2/1951 tại đồi Bơ Mũ Khải Lào. Sao không có? Không có trong danh sách trao trả. Thì cái điều này được ông Trần Phương Trà, chứ không phải là cán bộ trung cấp, không phải là cán bộ nói chuyện ở trong học phèm, không phải là cán bộ loại là hàng C hàng D. Chính Trần Phương Trà, trưởng phái đoàn, Bộ trưởng Quốc phòng của Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trả lời về vấn đề mà quý vị gọi là đại tá Thọ, Trung tá Châu, thiếu tá Đức nào đó mà bị bắt, thì chúng tôi nghĩ rằng người ta có chiến đấu ở mặt trận Nam Lào. Nếu có bị bắt chăng là do lực lượng Pathet Lào bắt giữ. Chúng tôi trong tinh thần hòa hợp hòa giải sẽ liên hệ với phía Pathet Lào, và nếu khi nào có cái tin tức gì về đại tá Thọ của quý vị thì chúng tôi sẽ thông báo trong tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc. Trời đất ơi trời. Trong khi đó Hà Nội đang chiếu phim, những người khác không mời. Đại tá Thọ, thiếu Trung tá Châu, Nguyễn Thâu, tá Đức, Nguyễn Trụ, ngay cả ông bạn cùng khóa với tôi là thiếu Trung tá Trần Ngọc Huế, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đẩy nhảy xuống xe bồn, bị bắt để trình diện ở Hà Nội mà chiếu ở của là người phim, là người khách không mời, in ở trong báo ảnh Việt Nam mà tôi đã chụp hình ở trong tại Long Ninh, là những chiến thắng rất lớn của quân dân ta đã bắt cái tập đoàn ở quân Ngụy đem ra Hà Nội, thế mà bảo rằng là không có. Kính thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn tối hôm nay đến đây là chấm dứt. Mời quý vị đón xem buổi phỏng vấn kế tiếp với nhà văn Phan Nhật Nam do Phan Lê Dũng thực hiện, sẽ được phát hình vào tối thứ Tư 18/8/2021. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTNDC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Kính chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Minh Thúy xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.